Xin mời mọi người cùng đứng, chúng ta bắt đầu giờ kinh nguyện. Xin nhìn Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này
và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Thứ hai thì ngắm Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn, ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa sự cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và
Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là khe có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là khe có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là khe có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là khe có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là khe có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là khe có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần hằng ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian. Đó là lời trấn an của Đức Giêsu dành cho các môn đệ. Xin cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống hàng ngày biết dùng lời lẽ của Đức Giêsu để chúng ta sống trong một thế giới đầy hận thù và ghen ghét, để rồi từ đó chúng ta chứng tỏ mình là Kitô hữu. Trong thánh lễ này, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện. Cầu nguyện cho linh hồn Giacôbê Đặng Văn Tọ, Nguyễn Đăng Tọ, Giuse Đinh Khắc Thiện, linh hồn Giuse Nguyễn Trung Hiệp Lễ Dỗ, linh hồn Giuse Phi Phan, linh hồn Thomas Vũ Gia Thúc, linh hồn Agatha Nguyễn Thị Tường, linh hồn Anna Maria Đỗ Thị Lợi, linh hồn Maria Đỗ Thị Dung, linh hồn Maria Nguyễn Thị Gái mới qua đời, linh hồn Maria Trương Thị Diễm, linh hồn Maria Trương Thị Diễm, linh hồn Võ Kinh, Nguyễn Ngọc Đức xin ơn chữa lành cho Nguyễn Kim Liên. Giờ đây mỗi người chúng ta hãy thành tâm ăn năn thống hối để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dần đưa chúng ta tới sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa ban sức mạnh Thánh Thần cho chúng con, để chúng con hằng nhận ra thanh ý và sống sao cho đẹp lòng Chúa suốt đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách Công vụ Tông đồ. Hồi ấy, trong khi ông Apollo ở Corinto, thì ông Phaolô đi qua miền Thượng Du đến Ê-phê-sô. Ông Phaolô gặp một số môn đệ và hỏi họ: khi tin theo, anh em đã nhận được Thánh Thần chưa? Họ trả lời: ngay cả việc có Thánh Thần, chúng tôi cũng chưa hề được nghe nói. Ông hỏi: vậy anh em đã được chiều phép rửa nào? Họ đáp: phép rửa của ông Gioan. Ông Phaolô nói: ông Gioan đã làm một phép rửa tỏ lòng sám hối, và ông bảo dân tin vào đứng đến sau ông, tức là Đức Giêsu. Nghe nói thế, họ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu. Và khi ông Phaolô đặt tay trên họ, thì Thánh Thần ngự xuống trên họ. Họ nói tiếng lạ và nói tiên tri. Cả nhóm có chừng 12 người. Ông Phaolô vào hội đường, và trong vòng 3 tháng, ông mạnh dạn rao giảng, thảo luận về nước Thiên Chúa và cố gắng thuyết phục họ. Đó là lời Chúa. Ơn Chúa. Hỡi vương quốc trần gian, nào hát khen Thượng Đế. Thiên Chúa đứng lên, địch thủ người tan loạn, kẻ ghét người phải chạy trốn thanh nhan. Như làn khói cuồn, chúng bị Chúa cuốn đi, như sáp chạy tan khi vừa gặp lửa, kẻ ác cũng tiêu vong khi giáp mặt Chúa Trời. Những người công chính mua nhảy mừng vui trước mặt Chúa Trời, niềm hoan lạc trào dâng, hay hát mừng Thiên Chúa, đàn ca kinh danh Người, hay dọn đường cho đấng ngự giá đằng vân. Cha nuôi dưỡng cô nhi, đứng đỡ bên quả phụ, chính là Thiên Chúa ngự trong thanh điển Người. Kẻ cô thân, Thiên Chúa cho nhà cửa, hàng tù đầy, Người trả lại tự do hạnh phúc. Ôi, thương vô trần gian,
cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy các môn đệ thưa với Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, Thầy biết nói rõ nhưng không còn dùng dụ ngôn nào nữa. Giờ đây chúng con nhận ra Thầy biết mọi sự và Thầy không cần phải hỏi ai. Vì thế chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến. Đức Giêsu đáp: Bây giờ anh em tin à? Này đến giờ và giờ ấy đã đến rồi. Anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngả và để Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy. Thầy nói với anh em những điều ấy để trong anh em được bình an. Nhưng thế gian anh em sẽ bị gian nan khốn khó, nhưng can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, lạc rầy đã tỏ trốn quan quân, bút chép thơ này gửi thở than. Lòng nhớ bạn còn đang vất vả, dạ thương khách chạy chữa yên hàn. Đông qua tiết lại thời xuân đến, khổ trảm mai sau hưởng phúc an. Làm kẻ anh hùng chi quản khó, nguyện xin cùng gặp chốn thiên đàng. Đó là những lời thơ của Thánh Andrê Dũng Lạc gửi cho một người bạn linh mục của mình trong bối cảnh Ngài đang ở trong nhà tù để chuẩn bị ra lên đường đi hành quyết để bảo vệ đức tin của chính mình. Thánh Andrê Dũng Lạc là một trong những vị thánh tử đạo Việt Nam. Ngài đã kiên cường bảo vệ và minh chứng niềm tin vào Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa. Nhìn lại khoảng 300 năm đầu của lịch sử hình thành và phát triển giáo hội tại Việt Nam, chúng ta nhận ra có biết bao nhiêu người sẵn sàng hy sinh đổ máu mình để làm cho danh Chúa được cả sáng, để rồi từ đó hạt giống đức tin được trổ sinh và đem lại nhiều hoa trái. Nếu như lịch sử của 300 năm đầu của giáo hội với nhiều biến động, với nhiều thử thách, thì ngày hôm nay mỗi người Kitô hữu chúng ta cũng phải trải qua đầy những khó khăn và thử thách. Tuy chúng ta không bị đòn roi, không bị các án tử, không bị những hình thức tra tấn, ngày hôm nay với những thử thách tinh vi và với những kiểu thử thách đa dạng hơn rất nhiều, điều đó mời gọi mỗi người Kitô hữu chúng ta làm sao để sống đức tin trong một thế giới mà hình như người ta đang loại trừ Thiên Chúa ra chính khỏi cuộc sống của họ. Trong đoạn tin mừng mà cộng đoàn vừa nghe, Đức Giêsu chia sẻ với các môn đệ về cuộc đời của chính Ngài, và sau đó Đức Giêsu nói với các môn đệ về số phận đi theo Chúa của các ngài. Nhìn lại chính cuộc đời của Đức Giêsu từ khi được chào đời tại Bethlehem và sau đó chịu chết nhục nhã trên thập giá, Đức Giêsu luôn luôn phó thác suốt cuộc đời của Ngài vào thánh ý của Thiên Chúa. Nếu như người ta tưởng tượng rằng con Thiên Chúa được sinh ra trong cung điện ngọc ngà, Đức Giêsu lại sinh ra trong cảnh đêm Bethlehem tăm tối và trong hang lừa đầy hôi tanh. Đức Giêsu lên 12 tuổi, Ngài lạc trong đền thờ và sau cùng Ngài chịu chết nhục nhã trên thập giá. Tất cả những điều đó, Đức Giêsu luôn lãnh trọn thánh ý Thiên Chúa vào trong cuộc đời của mình. Ngài đã toàn thắng thế gian và Ngài đã dùng chính cái chết của mình để tiêu diệt sự chết và đã phục sinh khải hoàn
để đem lại sự sống cho toàn thể nhân loại. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, ngày hôm nay chúng ta đang sống trong một thế giới mà chúng ta có thể nói tiền bạc, danh vọng hay địa vị đang lên ngôi. Các giá trị tin mừng, các giá trị về tình người đang ngày bị xem thường và trở thành thứ yếu trong cuộc đời của con người. Trong một bối cảnh ấy, liệu rằng đời sống đức tin của chúng ta như thế nào? Cuối đoạn tin mừng, Đức Giêsu trấn an chúng ta: hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian. Ngày hôm nay chúng ta chứng kiến rất nhiều những trào lưu, những loại chủ nghĩa đi ngược lại với giáo huấn của giáo hội. Chủ nghĩa vật chất leo thang, chủ nghĩa cá nhân khiến con người khép kín với chính mình và không tỏ lòng quan tâm thương yêu đến anh chị em. Trong một xã hội mà mạnh ai lấy sống, liệu rằng giá trị tin mừng có tỏa sáng trong cuộc đời của mỗi người Kitô hữu chúng ta hay không? Chúng ta được mời gọi lắng nghe lời Chúa, suy niệm lời Chúa và đem lời Chúa ấy sống trong cuộc sống hàng ngày. Đó quả là một thách đố. Thế nhưng chúng ta biết rằng các môn đệ của Đức Giêsu và đỉnh cao chính là Đức Giêsu, Đấng đã toàn thắng thế gian. Chúng ta cũng sống trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Chúng ta tin tưởng rằng mọi cố gắng, mọi nỗ lực của chúng ta luôn luôn có Chúa đồng hành. Và chính vì vậy, chúng ta có niềm tin trong cuộc sống. Niềm tin sẽ giúp mỗi người chúng ta sống xứng đáng là con cái của Thiên Chúa, là con của một Cha trên trời. Amen. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa rộng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và lao công của con người. Chúng con xin dâng lên Chúa để trở lên bánh trường sinh cho chúng con. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa rộng ban cho chúng con rượu này là sản phẩm từ cây nho và lao công của con người. Chúng con xin dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện đi lê của tôi, cùng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận đi lê hỡi anh em, để ta cùng tôn vinh danh Chúa và vui nguyện cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin cho của lễ tinh tuyền này thanh tẩy chúng con sạch muôn tội lỗi và tuôn đổ thần lực bơi trời xuống tâm hồn chúng con,
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là xinh đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì Chúa Giêsu vua vinh hiền, đấng chiến thắng tội lỗi và sự chết, trước sự ngỡ ngàng của các thiên thần lên trời cao thăm, làm đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, đấng xét xử trần gian và là Chúa muôn loài, người lên trời không phải để lìa xa thân phận yêu hèn của chúng con, nhưng để chúng con là chi thể của người tin tưởng được theo người đến nơi mà chính người là đầu và là thu lãnh của chúng con đã đến trường. Vì thế với niềm hân hoan chưa chan trong lễ phùng sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng, cùng vậy các dung thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thương ấy sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đứng tên. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Gia Mục Michael chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là các linh hồn mà chúng con có ý cầu nguyện trong thánh lễ này. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại,
và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Xin nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta giam nguyên rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu dung, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc là ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng tất cả anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Xin Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Xin Thiên Chúa.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đoàn dân của Chúa. Chúa đã lấy bánh bởi trời nuôi dưỡng chúng con. Xin cùng dung chúng con từ bỏ nếp sống cũ để hân hoan bước vào đời sống mới, nhờ kết hợp với Đức Kitô phục sinh, người hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Có đấng mẹ Chúa Trời.